Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YK Avenger. Thì hôm nay á, mình sẽ sử dụng một cái sản phẩm cho cái lều của mình. Đây là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thì hàng năm á, cứ vào mùa đông là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này với mục đích á, là để nước nó không thấm vào lều và để cho cái tia cực tím á, nó không làm hư cái chất liệu của cái lều nữa. Sản phẩm này rất là nổi tiếng và rất là tốt luôn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người cái cách dùng sản phẩm này và cái sự khác biệt trước và sau khi dùng nó như thế nào. Đó, để mọi người biết, mọi người có thể xài nhá. Thì cái này á, lều ở trên xe hay lều ở dưới đất hay là những cái vật dùng gì mà tiếp xúc với nước á, mọi người có thể dùng được hết. Thì trước khi xịt cái sản phẩm này á, thì mình sẽ mở cái lều ra và mình sẽ làm mình sẽ lấy nước mình xịt cho cái lều nó ướt hết cái đã. Sau đó bắt đầu mình xịt sản phẩm này cho nó ngấm được khoảng 2 phút. Sau đó dùng cái khăn ướt này lau cái sản phẩm này ở trên cái lều lại là xong. Ok, để bây giờ mình quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lều ra nhá. Rồi hôm nào á, mình có thời gian á, mình sẽ quay cho các bạn coi review về cái lều mình đang sử dụng ở trên xe này như thế nào. Đó, cái lều này á, là cái lều lại mới, cho nên là việc mở và setup á, nó rất là nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ mở qua cho mọi người xem. Đó, cái này là cái thang. Đó, vậy là xong cái lều rồi. Đó, chắc chắn. Cái lều này của mình á, thì nó có hai lớp nè. Cái lớp này là cái mái này, ở trong này thêm một lớp nữa. Đó, cho nên mùa đông á, là nó rất là ấm, nó không bị lạnh đâu. Thì nếu mà các bạn đi mà kiểu để ngủ á, thì chỉ cần mở ra như thế này là chui vào là ngủ được rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở nó ra để mình xịt nước. Đây là cái lều của mình vừa mới chuẩn bị xong. Thì đây là cái lớp đầu tiên này. Rồi còn lớp thứ hai là ở bên này này. Đó, mình vừa tháo lớp thứ hai ra. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy nước mình xịt cái lớp đầu tiên trước. Xong rồi bắt đầu lau lớp đầu tiên. Xong rồi để cho nó 2 phút. Xong rồi lau lại bằng khăn. Rồi mình nhảy qua lau lớp thứ hai ở ngoài. Bây giờ mình sẽ xịt cái lều của mình này. Đó, sau 1 năm. Các bạn thấy không, sau 1 năm mà nước nó vẫn bắn ra như thế này là sản phẩm này rất là tốt luôn. Cái lớp mà mình xịt lần trước á là nó vẫn còn có hiệu quả như thế này là rất là tốt rồi này. Cho mọi người xem này. Đó, mưa xuống là nó trôi hết. Đấy, thì cứ coi như thường lệ thì hàng năm mình xịt lại một lần cho nó chắc ăn. Đó. Đó, thì mọi người thấy hay không? Đó. Xịt nước cho nó thấm thấm một tí, xong rồi chút nữa mình sẽ xịt cái sản phẩm kia. Mọi người thấy nước nó trôi như kia không? Nó kiểu đồng lại nhiều ấy. Này, bây giờ mình thử rủ cái này thử xem nha. Mình rủ cái này cái là nước nó trôi này. Đó, thì á, một cái tip nữa cho các bạn mà khi mà đi camping xong rồi trước cái ngày về buổi sáng mà trước khi đi về á, pack lều lại á, là giấy chịu khó rủ như thế này. Sau này lấy cái khăn á, lau sơ qua là về cái lều nó bị đỡ bị mốc, đỡ bị hôi. Lần khác tới xài là tiền hơn.
Rồi sau khi xịt nước xong rồi á, bây giờ mình sẽ xịt cái sản phẩm này lên trên lều của mình nhá. Lều mình ở trên cao cho nên là nó hơi khó xịt đây, nhưng mà không sao. Các bạn cố gắng xịt đều vào nhá. Cái phần góc bên kia chút nữa mình sẽ đem thang qua bên kia mình xịt, tại vợ ý không có tới. Nếu các bạn có cái lều ở dưới đất á, thì một lần xịt cái này là tiền hơn nhiều. Lều của mình là ở trên xe cho nên là làm cái này nó hơi mất thời gian hơn tí. Cái này nếu các bạn mà làm chưa quen á thì nhớ xịt từng phần xong rồi láo nha. Mình lau cái khăn như thế này á là mục đích là lau cho cái lớp đó nó đều ra thôi, chứ không phải là để lau khô nha mọi người. Đó. Thì sau khi lau như thế này á, các bạn phơi ở ngoài nắng để khi lều nó khô hết là được. Đó, cứ một năm trước mùa đông mà chịu khó làm như thế này á, thì lúc đi cắm trại nước nó đỡ bị ngấm vô lều. Nhất là ban đêm trời sương á, nó ngấm vào sáng dây ướt nó cũng khó chịu lắm, lạnh lắm. Đó, thì mất thời gian nếu các bạn mà có cái lều ở đường dưới, mất chắc 10-15 phút là làm xong rồi. Nhưng mà nó sẽ giữ cho cái chất lượng của cái lều nó bền lâu rồi. Đó, các bạn đỡ mất thời gian về lau lều này, nó giúp ích nhiều lắm á. Còn cái lều ở trên xe này thì cũng rất là tiện, nhất là mấy khi trời mưa các bạn ở dưới thấp thì đi ra đi vào nó bẩn. Còn cái này ở trên cao thì nước nó đi ngầm ở phía dưới lều đó, treo lên thang thì cất dài cất dẹt dễ hết, mà nằm buổi đêm ngủ an toàn nữa. Rồi, vậy là xong, nguyên một cái lều. Đó, bây giờ mình cho cái lều của mình nó khô một tí. Sau đấy mình lật ngược cái lớp thứ hai của cái lều ở ngoài này lại. Xịt nước qua thêm một lần nữa, xong bắt đầu xịt cái sản phẩm này tiếp. Đó. Và bây giờ mình sẽ xịt cái lớp thứ hai nhá. Như vậy là mình mới hoàn thành xong cái việc xịt một cái sản phẩm để chống nước, chống tia UV cho cái lều của mình. Xịt trên xe của mình là hơi mất thời gian tí tại vì nó cao quá. Nhưng mà nếu bạn nào có cái lều ở dưới thấp á, thì làm rất là nhanh, chắc 10-15 phút thôi. Nhưng mà cái này dù có mất thời gian đi nữa thì mình cũng khuyến khích các bạn là nên làm, rất là tốt luôn. Đó, ok. Bây giờ mình chỉ cần để phơi như vậy cho nó khô là mình gập lều lại là được. Giới thiệu với mọi người là một lần nữa là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mình tính dùng cho cái lều của mình. Nhưng mà nếu ai mà có cái awning á, cái mái che ở trên xe này này, hoặc là muốn xịt ở ba lô, hoặc là các loại vải bạt muốn xịt cái này cũng được. Đó, nó rất là tốt luôn. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem video của tụi mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, comment, share và chia sẻ, đăng ký cho kênh của tụi mình với nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.